Xin tri ân đồng tụi đồng tụi MC và kính chào buổi sáng toàn thể sư bà cũng như toàn thể sư đồ chính và quý Phật tử. Ngày xưa khi mà chúng ta làm điệu đó thì những cái việc như là chúng ta chỉ biết làm những cái việc được gọi là việc thì là thị giả. Tôi có một cái phước là đối với ngày Hòa Thượng Giác, trước khi ngày đi vượt biên, trước khi năm 1981 thì cái giáo hội nhà nước là thành lập, tất cả các thành viên trưởng lão trong điện hòa đạo họ đều bị ép phải đi tham dự, mà Hòa Thượng Trí Thủ mà sư phụ của thầy thượng tọa ngày hôm qua chùa Chư Bổ Phật, thì tôi có một cái phước duyên mà đứng hầu quả cho Hòa Thượng Hậu Giác bằng ở chùa Nhật Sanh. Người thứ hai là cố đại hòa thượng Thích Nhật Quang. Thì nói đến cái vấn đề này thì chúng ta liên tưởng đến những vấn đề mà chúng ta đã được trưởng dưỡng trong từ thời ban đầu. Cái bệnh như ngày lúc 4 tuổi thì tôi đã ở chùa và đã tập sự, rồi trong những mùa an cư thì ngồi đóng đại hồng chung nghe kinh thị giám địa tạng cũng như tất cả những bộ kinh trong truyền thống Phật tông. Chúng ta có cái duyên được là sự ấp ủ nuôi dưỡng từ những bậc thầy, vị thầy lớn với chú với anh sa di lớn. Thì ngày hôm nay chúng ta về với nhau trong cái đạo tràng tu học, nó khác chút là tham dự cùng với chư vị trưởng lão thế giới, thì được sự giao phó của sư bà vị chủ cũng như đại chúng quan hệ, thì mình cũng tự xác định rằng là đến với nhau bằng cái tấm lòng trải lên trên cái đạo nghiệp của mình cũng như toàn thể chúng ta. Chứ nếu mà là một vị giảng sư mang tính lỗi lạc mà được gọi là được sự tin tưởng đó, thì phải ghi nhận rằng có rất nhiều khiếm khuyết. Tuy nhiên với cái tình chốn đạo tràng cố gắng hết lòng hết dạ ngưỡng mong quý ngài như là chúng nguyện tri cho. Buổi nói thì đầu tiên chúng ta xuyên qua cái dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam từ thời thất trận của Bà Trưng Bà Triệu cho đến những lần ngàn năm của Bác Thổ, rồi Phật giáo biến động năm 75 đi khắp mọi nơi, mọi nẻo đường trên thế giới. Tất cả các công trình hoằng pháp của quý ngài Phật có việc là nằm xuống nhưng cố đại đạo Phật Thích Thông Châu và thật như vậy và thật minh tâm, mà tất cả các vị trưởng lão một thời đi trước chúng ta như ngài đã đóng góp rất lớn cho cái phong trào vượt biên sống hội nhập ở nên cái miền đất mới không phải quê hương mình. Và cái đề tài thứ hai là nó bị ý nghĩa vu lan tương quan đến vấn đề giới luật và giáo lý duyên khởi. Hôm nay chúng ta nói về đặc biệt, nói về cái phương pháp sám hối. Như chúng ta biết, trong những tác phẩm được dịch thuật có 3-4 bản mà cái sự chọn lựa của Hòa Thượng và Thích Trí Quang là cái bản này. Nguyên thủy nó là thủy sám, tức là cũng có cái lần từ kiểu là thủy sám thủy, tức là nước từ bi, nước cam lộ, rửa sạch thiền não. Và nó đủ cái nguyên văn đó là từ bi tam bồ thủy sáng do Bồ Đạt hiện sinh. Truy nguyên về cái bản văn này thì có hai bản Hòa Thượng Huyền Dung và Hòa Thượng Thích Quang. Thì nếu ai có duyên thích đọc cái bản của Hòa Thượng Huyền Dung và cái văn bản của Hòa Thượng Thích Quang thì chúng ta có rất nhiều hậu tràng và những trong giáo hội cũng như tất cả các đạo tràng an cư thì thường thấy quý ngài
đọc tụng cái bản này, bản của Hòa Thượng Liên Quang, cái lối văn là bốn chữ, cho nên dễ hiểu, nó cô đọng, có đi có khi nhận xác định là dễ hiểu, có khi nó đủ, có khi nó thừa, hoặc có khi bị bụng, thương bụng về. Về ngôn ngữ học đó thì rõ ràng chúng ta biết rằng hãy còn ngôn ngữ thì cũng còn, đối đãi thì vẫn có những chi tiết phù hợp hoặc không phù hợp. Chúng ta ở miền Trung, miền Nam, miền Bắc không biết có trì tụng những cái văn văn này không, nhưng mà miền Trung thì đa phần như này đọc mà hay đó là cố thật là chân thức, một trong những cái dòng đọc một thờ gì đi hôm ngày hôm nay người ta sang lại bằng CD. Thì lúc trước đó thì qua cái thể dạng của cassette, bây giờ thì qua tới cái dạng của CD rồi. Bây giờ nó thêm cái đó là nó có cái GPS, có thể là copy một cái file, chúng ta có thể nghe trong cái gì mới nhất bằng cái phương tiện kỹ thuật cao, cho nên chúng ta có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Thì hôm nay chúng ta nói liên hệ đến cái sám hối cho riêng mình chưa đủ. Ở trong đó nếu mà để chúng ta tìm ra đọc và cái lối chú giải của Hòa Thượng Liên Quang đó, chúng ta sẽ thấy nó liên hệ cả một cái cộng đồng xã hội của thế giới, nào là vì thế gian mà sám hối, vì những người cha mẹ nhiều đời mà sám hối, vì thầy tổ mà sám hối, vì chúng sinh mà sám hối, vì những Phật tử đạo bạn trong đạo tràng mà sám hối. Nói chung đó là cái nghi thức nói thì sám hối, có nghĩa là để truy nguồn những cái tội lỗi thì chỉ có cái quán sát, chúng ta biết nguyên văn và Ngộ Đạt thì xưa trước chưa nổi danh là một vị quốc sư đời Đường ở bên Trung Hoa. Thì chúng ta biết là ngài pháp danh là Tri Huệ. Thì có một đêm có một vị tăng nhân gọi là khách tăng đến, thì họ bị bệnh rất là khó chịu, mà dường như ai cũng xa lắm, chỉ có ngài Ngộ Đạt, sau này là Ngộ Đạt, thì ngài tên là Tri Huệ, cho nên ngài lanh mẫn, ngài chăm sóc cái bệnh đó là gì, là bệnh hủi, bệnh lỡ lối, bệnh mà lỡ lối không phải thừa ngoài da mà trong thịt, trong xương nó ra. Cho nên ngài Ngộ Đạt là ngài rất là thương và cảm kích cái phong cách đó, và cho nên cái vị đó trước khi cái vị tăng nhân đó trước khi rời, nói sau này ngài sẽ gặp nạn, mà khi nào ngài gặp nạn thì ngài hãy đến cái xứ mà đã giao ước với nhau, ở nơi đó có hai cái tùng lớn để làm cái biểu tượng. Thì bẵng đi cho đến khi ngài về tới kinh đô thì ngài làm mà ngài được thụ phong là quốc sư do đời đời Đường, và vua đã rất là ân cần. Thì từ khi mà Ngộ Đạt quốc sư thế nào, tỳ kheo Tri Huệ được lên làm là quốc sư, tức là cố vấn cao nhất cho vua đó. Thì cái khi mà hồi nhỏ quý vị quý ngài còn nhớ là đọc trong cái giới thứ tám thứ chín gì là của Sa Di, đó là Ngộ Đạt thọ trầm hương chi tòa thượng tổ tổ phước như chi văn ư khả văn giới dư, trong cái văn mà nhỏ mình đọc ở trong bốn cái luật tiểu đó, thì ni Sa Di quay đi cảnh sát, thì chúng ta mới biết tri lại liên quan đến cái văn bản của từ Bi Tâm Bồ Thị Sáng. Thì Bồ Thị Sáng văn dịch đó, thì chúng ta thấy nó có những vấn đề mà chúng ta cần phải biết. Thì bây giờ cái khi mà đến khi Ngộ Đạt mà thọ cái tạng tịch là gọi là quốc sư, thì được vua chiêu đãi cúng dường toàn bộ những cái cao lương mỹ vị và những cái thiết bị phẩm vị rất là cao trong cộng đồng tăng. Thì bây giờ một ý niệm khởi lên là mình đấm vào trong cái tòa thuyết pháp bằng trọng,
và bà thật cảm thấy vừa là thỏa mãn với cái công danh sự nghiệp của mình. Thì bất chợt cái có một ngày ngộ đạo là vì có một cái ban đầu có triệu chứng nhất đau, thì ở trên đó là gối bắt đầu nó lỡ lối ra cái hình cái một vẻ từ mọi người đầu gối mặt hình người có mắt có mũi có răng đủ cả, thì nó đau nhất không thể tưởng tượng. Và có khi phải để thức ăn mà vẫn ăn vẫn nuốt như là cái người bình thường của mình. Thì cái huyền thoại đó chúng ta phân chúng ta khoan định nghĩa về vấn đề khoa học, thì ta chỉ nói rằng cái nghiệp báo thì quả thật nó có thật trong vô cùng vô lớn không thể lường được. Thì bây giờ ngài mới buồn và ngài mới nhớ đến cái lời hứa hẹn của một vị tăng nhân. Ngài mới tìm đến một nơi chúng ta có thể Google để đọc tất cả các bài trong thiền viện Hoa Sen hoặc là Quảng Đức, chúng ta thấy cái nội dung của một thiền viện. Thì bây giờ cái khi mà đến hẹn một cái vị đó rồi thì chào hỏi xong xuôi thì sáng sớm hôm sau, đêm hôm đó thì ngộ đạo mới trình bày cho cái vị tăng nhân mà ngày trước gặp nhau. Thì tôi có cái niềm đau, nó rất là đau là bởi vì cái một vẻ ngày bây giờ một vị lên. Bây giờ gọi cho cái vị tăng nhân nó coi. Sau khi coi xong rồi, ngài nói không sao đâu. Xuống đi dưới cây tùng, lấy cái nước ở dưới cái ao, nước thanh tịnh đó, có thể rửa sạch. Thì bây giờ quý vị biết chuyện gì xảy ra khi mà đạo đồng mà dẫn xuống dưới, xuống để rửa thì có một kẻ hiện lên trước mặt là khoan hay rửa. Hỏi ngồi bác sư, ngài đã đọc cái chuyện của Hán Thư. Thì bây giờ ngồi đại đó là đã đọc xong. Thì họ đọc xong rồi là được gọi là bậc giảng sư tài trí thông minh nổi bật. Thì tại sao không biết cái quá khứ của ở trong Hán Thư đó nó nói về cái chuyện viên án và truyền thống. Người có trí tuệ phải hiểu chuyện đó, bởi vì viên án đã giết, đã chém triệu thấu ngay trên chợ phía đông. Ngang lưng là chết, bao nhiêu ở cổ dồn dập. Nhưng suốt 10 kiếp làm vị cao tăng thanh tịnh trang nghiêm, cho nên cái người đó không thể báo thù được. Thì chỉ có cái duyên cớ là ngộ đạo ngồi trên tòa trầm hương, cái ghế bằng trầm, gỗ tốt nhất đó. Mà vua rồi đến khi khởi một cái điểm ham danh hám lợi, một chút tự hào với bản ngã, thì liền triệu tấu đã giảm vô trong thân thể. Thì bây giờ mới nhớ, chỉ nhớ ra và ngộ đạo đó là ta đã biết. Và cứ phát nước lên rửa cho đến khi mà do đó hôm nay cái duy cớ như thế nhân giữa ta với ngươi kể từ đây không còn ăn quá nữa. Thì khi bị biết khi rửa lên cái một kẻ là nó đau đến ngất xỉu, thì đến khi tỉnh dậy thì không có đền đại nào khác như tu viện gì như cái đêm đó gặp, mà nó chỉ là hình ảnh, nó giống như ảo giác vậy đó. Thì chỉ còn lại hai cây tùng và này là hết mình này, và do cảm được cái nghiệp báo nhiều đời như thế đó, nó sáng tác ra cái phương pháp sám hối. Vì ở trong cái phương pháp sám hối đó, kính bạch với ngài và thưa quý vị, trước hết nói về tự thân, sau đó nói về sư trưởng lương bằng cha mẹ chúng sanh nhiều đời trong đó, tất cả các cái phương pháp sám hối cho những người thân yêu thương của mình. Một điều, nhưng mà có một điều ở đây chúng ta cùng nhau nhắc lại, đó là cái phương pháp sám hối phải như thế nào. Thì ở trong cái thị sám văn có đưa ra bảy sát thái sám hối để thành tựu được cái công đức lành. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể lặp lại. Thứ nhất là tạm quý, mà chúng ta dịch ra gọi là hổ thẹn. Thì ở trong giữa cái đoạn văn mà ngày tiếng văn dịch của Ngộ Đạo Quốc Sư đó, thì chúng ta thấy là có cái câu mà có tàm có quý là có tư cách của một con người, vô tàm vô quý thì khác chi loài cầm thú.
là muốn nói đến cái chỗ cái con người là cái điểm cao nhất, giống như là muốn thành Phật phải là người, bởi vì trong tất cả các loài chúng sinh thì con người dường như nó là gọi là ưu thắng nhất. Chưa kể những vấn đề khác, chúng ta nói về vấn đề hiện tại là có những người ngoài hành tinh, có thể là có những cái nền văn minh, hay có những cái vấn đề thân thể nó thích hợp khi đi qua những cái dải ngân hà thì nó không phải bị đốt cháy giống như thân thể thứ đại của mình ở thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta chỉ nói đến cái mọi cảnh giới sinh ra và có ra bắt nguồn từ một tâm thức, chúng ta ghi nhận nó là như vậy trong cái triết học Phật giáo. Nếu mà chúng ta nói rằng là con người nó là một cái cơ duyên ngàn năm một thuở nó làm thân người, nhưng khi mình biết có một điều là chúng ta đi sâu vào nội dung của cái phần sám hối đó, thì ở đây cái chuyện tạm biến đó, tức là hậu thẹn nhất là cái câu mà nhất thiết chúng sinh giai hậu phần tánh, hay tất cả chúng sinh đều có thể có khả năng thành Phật, nhưng mà mình đã cùng với Đức Thế Tôn cả 3.000 năm trước. Thời đó vẫn có con người và loài người đã có, mà Đức Phật cũng đến cái thời đó. Nhưng mà chúng ta, Ngài đã thành tựu vô lượng kiếp tính ra bằng như vũ trần, còn mình cũng đồng thời như Ngài mà sinh tử luân hồi trôi nổi mênh mông trong những nẻo đường xấu ác không biết bao giờ dừng nghỉ. Cho nên nghĩ đến cái thân, nghĩ đến đồng thời với Phật mà Ngài đã thành tựu vô lượng kiếp, của mình thì trôi lăn, không những trôi lăn mà còn gây thêm rất nhiều những cái khổ sở cho tự thân và người chung quanh mình. Cho nên đứng về cái bản nhân thân năng đắc Phật pháp năng ban, mình có thể khẳng định rằng làm thân người là một cái là chỗ ưu thắng nhất, để nói như là một bệ phóng đi đến thánh quả hoặc là thành Phật. Nhưng mà đã là thân người thì chúng ta biết nó có muôn triệu hình thái trong nó, kinh tạng Nam truyền cũng có nói rõ, và thủy sám cũng như tất cả các kinh văn của đại thừa cũng nói rõ điều này về thân người. Thì bây giờ cái chuyện mà gọi là hậu thẹn là gì, là một cái cách mà chúng ta cần phải biết rằng là cùng thời với Phật, tại sao Ngài thành tựu đạo giác ngộ vô lượng kiếp như bụi trần, còn chúng ta anh em chị em chúng mình là những người mà kiếp này là thân người thì biết mình có duyên là với Phật pháp, có tu tập đó, rồi cũng có làm thân người là một Phật tử, thay vì ở ngoài cái thấy cái cõi đời vô vọng ấy, chúng ta không có duyên là được nghe Phật pháp, nhưng mà lại được nghe Phật pháp, đã đến chùa đây tu tập đã hàng 20 năm hơn hoặc là trước đó nữa, thì chúng ta biết thân người của nó hai mặt, mặt tối ưu của nó là muốn thành Phật và làm người. Nhưng mà làm người chúng ta phải chịu những cái mà chúng ta sẽ mổ xẻ ở cuộc sống này. Cho nên nghĩ đến cái thân phận đời mình như vậy đó, mà cuối cùng là chúng ta còn phải đau khổ với cái thân này. Và cái thân này, cái nhân duyên mình nghe Phật pháp hay là lại xuất gia ngày hôm nay, biết đời này mình có chứng thánh quả hay mình có nhập vào vô như Niết Bàn như Đức Phật hay không, đây là một câu hỏi lớn của từng người trong chúng ta. Nói chung nó vẫn còn là những cái nội chuyện mà chúng ta cần phải khao khát. Cho nên cái khóa tu này rất là khéo, chúng ta đã đem cái từ Địa Tạng Bồ Tát sáng ra để nó như là một phương châm để làm bệ phóng, nhìn lại chính mình để thoát khỏi những cái điều kiện do tạo tác từ điểm kiếp mình. Mặc dù mình đã có cái duyên lành rất là cao đối với thân phận mình trong chánh pháp, ta đã thể nhập vào cái dòng chảy của đời xuất gia. Dĩ nhiên so với người thế gian thì chúng ta có rất nhiều cơ hội để chuyển thánh, chuyển phàm thành thánh dễ. Tuy nhiên ở cái mặt khác thì chúng ta phải ghi nhận là chúng ta có cùng một nỗi khổ giống nhau. Cho nên đó là cái phần thứ nhất, cái sắc thái thứ nhất, tức là hổ thẹn, tức là so với chư Phật, tất cả chúng sinh mình đều là những người đồng thời với Phật. Mấy ngàn năm trước biết đâu mình đã là cùng thời với Phật, nhưng vì thiếu duyên không được gần Phật để đạt được cái chỗ cao nhất của thánh giả, thì chúng ta cứ trôi nổi mãi cho đến ngày hôm nay. Đó. Cái sắc thái thứ hai là vấn đề kế đến là đã hổ thẹn xong rồi đến gì, rồi tới sợ hãi.
Sợ hãi là gì? Tôi đó, ba là người là cao quý nhất phải không? Nhưng mà ba nghiệp của mình là thân, khẩu, ý. Thường thì nó tương tác với ác nghiệp nhiều hơn, nó dễ sinh ra nhiều cái hệ lụy hơn. Mặc dù mình nói rằng là gọi là nhân thân năng khắc là thân người khó được, nhưng chúng ta cũng phải cần biết một điều rằng hãy mắt thấy sắc đẹp mà là của quý gì, cái gì cũng khởi lòng tham vọng niệm đủ thứ chuyện, tai nghe tiếng khen lời chê, tiếng nhạc tục đẩy đưa vân vân, tất cả mọi thứ nó đều dường như nó là phương tiện tuyệt hảo nhất để làm thân người, nhưng mà nó lại nó ngã về cái hướng tối tâm nhiều hơn là cái hướng sáng. Cho nên có người đòi hỏi mấy thầy phải là thánh, là mấy sư cô phải là bậc đại giác ngộ cho chúng con tương tự với nhau, làm ơn với Phật tử. Thấy cái thị xác này nghiệm lại mới thấy thân phận chúng ta nó giống nhau hết, trong cõi đời với ba nghiệp đầy đủ những cái biến động, đầy đủ những cái tham ái, đầy đủ những cái vướng mắc. Cho nên là con người chúng ta có cùng một cái phúc đức giống nhau, nhưng chúng ta cũng vẫn cùng có một cái nghiệp liên hệ đến nghiệp quả giống nhau. Cho nên người tăng kẻ tục, kẻ hơn người kém do cái thái độ nhận thức sâu hay cạn của chúng ta để hành xử trên thân này mà thôi. Vậy thì cái thân này trong ba nghiệp đó thì rõ ràng là ở trong Kinh Pháp Hoa có nói là các cái công đức do tu bao nhiêu ngàn công đức về mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thức, vân vân, thì chúng ta biết rằng là tất cả nếu có tu tập thì những cái cơ thể đó, những cái vùng đất đó nó trở thành là năng lượng lành, sinh ra vô lượng công đức. Nhưng nếu chúng ta không khéo thì những thứ đó như cũng do hai nữ, chúng ta có thể nói rằng là chúng ta dễ bị đứt bởi ba nghiệp này, mà chúng ta cũng dễ thành tựu nhờ ba nghiệp này. Thế cho nên cái vấn đề mà sợ hãi là phải sợ hãi có thân người thì là ưu thắng đó. Nhưng mà thân người đó vẫn phải bị những cái phải đấu tranh thường xuyên, nếu không thì ba nghiệp ấy chính là kẻ thù tạo nên bao nhiêu tội lỗi cho mình. Và cái điều thứ ba mà chúng ta muốn nói ở đây đó là cái chuyện gọi là sợ hãi xong rồi phải chán bỏ. Nếu cái thân này nó như thuyền qua sông thôi quý vị, như hồi nãy mình lặp lại cũng trùng cái ý đó, thân này nó như thuyền qua sông, tức là mình mượn nó cũng. Cho nên là trong cái văn mà thầy Như Thành có cái sáng tác cái bài tụng đó, có cái câu rất là hay là tiếp xúc niết bàn qua sinh tử, tức là mình muốn đạt đến trạng thái niết bàn thì phải bằng thân này, bằng thân này, bằng tâm này, bằng nhận thức này, để chúng ta có thể nên mượn thân này như cái thuyền để chúng ta tu tập thôi, và mượn thuyền để qua sông. Mà khi đến qua đến bên bờ kia thì cái thân này nó không cần, giống như người ta nói khi đưa qua, khi thuyền qua bên bờ kia thì bỏ thuyền mà đi thì phải đừng có vướng mắc nó, cũng như pháp hành cũng vậy. Cái thân này là phương tiện tu tập, đến bến bờ giác ngộ thì mình không cần phải mang vác nó thêm. Hay cái pháp hành mà đã hành trì, mà đã đạt đến cái chỗ thâm sâu đốt cùng của chánh pháp thì cũng phải chấp vào cái pháp hành. Vì vậy cho nên khi chúng ta dễ bị là một là mình đưa vào cái pháp hành thành tựu rồi, mình tăng trưởng được công đức trí tuệ của mình rồi, nhưng mà lại vướng mắc thấy người khác niệm Phật thì mình không ưa, hoặc thấy người khác trì chú mình không ưa, mình chỉ thích thiền hay ngược lại đó, do từ chỗ đó, từ cái chỗ là vướng mắc pháp hành, công đức chưa sinh thì cái mặt khác của vấn đề nó đã đổ đầy cả. Thế cho nên chúng ta biết rằng là chán bỏ thân phận vô thống khổ này với ba nghiệp. Quý vị thấy rằng trên thân phận của mỗi người trong chúng ta đây, chúng ta có thể thấy có 8 cái loại khổ nó chưng giống như chưng gọi là hầm thuốc bắc vậy đó. Nó nấu mình ngày đêm như vậy. Thứ nhất là lấy 4-8 cái khổ là gì? Căn bản của khổ, rồi hiện tượng của khổ. Cái căn bản gốc rễ là sanh lão bệnh tử, không hề ai tránh khỏi khi đã làm thành. Rõ ràng như vậy. Sinh lão bệnh tử là cái chuyện là không có ai mà chống, khủng bố để chống lại cái chết. Từ đó nó là
phương tiện này phương tiện kia để chống, mà cái bốn cái anh chàng khủng bố hàng ngày trên thân phận đời người sanh lão bệnh tử không ai có thể chống được, chỉ có khả năng sám hối tu tập và khả năng thiền quán mà phải nhận diện được để mà sử dụng ba nghiệp của mình thành tựu công đức lành mà thôi, chứ không hề có một cái người nào gì chỉ được mình ngoài cái tâm thức tỉnh thức mà giác ngộ. Bởi vậy cho nên sinh lão bệnh tử rồi bốn cái thuộc loại hiện tượng đó nó là gì, ví dụ như là cầu bất đắc, ái biệt ly, rồi oán tán hội, rồi ngủ ấm suy thịnh, cộng lại là tám cái món cổ đó, dường như nó đặt đời mình như cái nồi trên cái lò ông táo vậy đó, tức là nấu ngày đêm cho đến củi hết vẫn châm củi vô sẵn sàng đó, nung nấu ngày đêm thân phận mình nó được nhậm nhấm trong tám cái điều khổ này để đưa đến những cái vấn đề là nếu chúng ta không khéo tất cả chúng ta đều dính mắc vào trong khổ đau sanh tử cả. Thế cho nên vấn đề là chúng ta phải chán bỏ nó, chán bỏ nó để làm gì, để ưa thích thân phận, vì thân phận được gọi là pháp thân, thân phận lấy cái thân phận làm thân, lấy pháp làm thân, và tất cả do đó pháp thân thường trụ, cho nên cái thân phận vô nóng khổ này cũng nung nấu bởi tám khổ, thì chúng ta mượn nó biết và tỉnh giác thường xuyên đứng dậy để nhận thức cái đó, thì mượn nó để có thể hành trì quán sát. Ví dụ như mình ăn, mình ngủ, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, đi tiêu tiểu, tắm rửa, đây như cái bao nhiêu con người trên thế gian này, chúng ta là thân phận con người, chúng ta có cùng một cái sự bài tiết nó giống nhau. Như ở trong cái thân này có ba mươi sáu cái phần mà nó rất như là một cái túi dơ vậy đó. Ví dụ như là chúng ta thấy như là tóc lông móng răng rồi cái gì đó rồi lá lách rồi phổi ruột màng ruột rồi bụng mỡ máu mỡ trong đầu nước tiểu này kia rồi tất cả mọi thứ gom lại thành Đức Phật nhìn ra là vậy. Các vị theo thường quán khác trên ở trong tứ niệm xứ quán có một trong những cái ở tứ niệm xứ quán là thân bất tịnh, thì nó quán sát đầy đủ có chín lỗ bài tiết toàn những thứ dơ xấu vân vân. Thì bây giờ chúng ta phải biết rằng là nếu nói thân người là ưu thắng thì nhưng mà mặt khác về khoa học mà nhìn thì thân này nó giống như cái lớp bụi bụi thấy ngứa. Nếu chúng ta ở trong một cái nhận thức mà nhìn ra cho nó thì cho nên là nói rằng là đôi mắt em đẹp như mắt một câu mấy người đó nó dốc à. Lúc mà tới khi mà nó mê mà em thấy gì cũng đẹp như tiên vậy đó, nhưng mà nếu mà quán sát sâu thì như trong văn thiệt sáng hay là những lời khán giả mà ta nhìn ra sự thật đó thì quả thật đời nó không như là mơ, chứ bị đồng ý không? Thế cho nên chúng ta cần phải quán sát cái bảy sắc thái ở trong thiệt sáng, nó là một cái loại lý luận vừa khoa học vừa nó gồm cả tư tưởng triết học lẫn cái vấn đề quán sát của cả Nam Bắc Truyền, tứ niệm xứ là thiền định sát vân vân và vân vân, nó nhìn di mặt trong cái văn này, cho nên nó trở thành là một cái loại là kinh tụng mà nó đầy cái đức tu ở trong cái văn hóa của Bắc Truyền. Cho nên chúng ta biết rằng là chán bỏ nó là một cái phương thức để có thể khẳng định rằng thân này như thuyền qua sông. Chúng ta hãy thấy điều đó như là một sự thật, đừng có chểnh mạng hay đừng có bỏ quên nó. Nó một loại rắn độc có thể cắn chết mình bất cứ gì lúc nào. Và cái kế đến là cái sắc thái thứ ba là chuyển mạnh phát tâm Bồ Đề. Bởi vì phát tâm Bồ Đề là gì? Cái Bodhisitta có nghĩa là cái tâm Bồ Đề, mà tức là tâm giác ngộ. Nếu chúng ta không thường xuyên phát khởi để ghi nhận nó, để tinh tấn quán sát và hành trì thì coi như không hề. Tâm Bồ Đề là gì? Có tâm Bồ Đề tức là có tâm giác ngộ, mà có giác ngộ người ấy phải có năng lực của trí tuệ. Nếu không có trí tuệ không nhìn ra cái mảng tối của thân tâm này. Thế cho nên chúng ta cần phải quán sát cái điều đó như là một sự thật, là sắc thái cần thiết để tẩy rửa nghiệp chướng và những tội
báo mà mình đã gây tạo từ những đời kiếp. Ngay trong kiếp này chúng ta có thể nói từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra, đừng ở quá khứ, nói trong kiếp này ta làm thân người là một kết tinh của rất nhiều công đức vô lượng vô biên kiếp mới được làm thân người. Giống như ta biết con rùa ở dưới, con rùa mù ở dưới đáy biển trăm năm mới nổi lên một lần, và một cái bọng cây ngàn năm đi qua một thở, thì nếu là nó chui lên nó nhầm cái bọng cây mà nó không đưa cái bọng cây nó vào bờ thì chỉ có trong kiếp sau ngàn năm sau không có cơ hội lần thứ hai. Cho nên ta biết gặp chánh pháp này được làm thành người cũng giống như vậy. Thế cho nên chúng ta cần phải quán sát cái điều đó là cái sắc thái thứ nhất, nhập lọc lại thứ nhất là hậu thẹn, thứ hai là sợ hãi, thứ ba là chán bỏ, chán thân này rồi mình mới biết ưa thấp thân thanh tịnh của Phật. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là một vị La Hán chứng thánh A-la-hán rồi đó, thì ngài vẫn đi cầu, vẫn tắm, vẫn rửa, vẫn ăn, vẫn tiếp xúc với thời tiết nóng lạnh, vẫn cảm nhận khổ đau buồn vui, nó không giống gì bằng vô duyên. Cái bậc đại A-la-hán họ không còn vướng mắc trong tự sinh ấy, tức là cái thân thì phải như vậy. Cho nên bữa trước bên cái khoa học có người hỏi rằng nếu như vậy cư sĩ có thể chứng A-la-hán nhưng mà một ngày sau là phải viên tịch niết bàn. Tại vì sao? Tại vì cái thân cái người xuất gia thánh A-la-hán xuất gia thì còn có kẻ cúng dường đi khất thực, đi bát ăn. Còn cái người cư sĩ mà chứng A-la-hán rồi thì làm sao? Thì gia đình còn phải lo, cha mẹ già phải chăm sóc, con cái trẻ phải dạy dỗ, rồi phải bươn chải kiếm tiền để sống, phải nuôi sống thân mạng để tu tập. Cho nên những người cư sĩ có thể chứng A-la-hán, khi chứng A-la-hán xong thì sao? Chỉ một ngày sau là phải vào niết bàn viên tịch. Để mà nói tóm lại là cái vị La-hán rồi họ chán bỏ tất cả mọi thứ khổ đau của phàm phu. Thế cho nên khi chứng A-la-hán thì cái vị đó phải hoàn, tức là bất lai đó, họ phải hoàn toàn một ngày sau phải viên tịch niết bàn. Nhưng cái nghĩa là gì hôm nay mình nói lại để mình dễ hiểu là như vậy. Rồi cái đến đó là thì chúng ta biết cái sắc thái, cái dũng mãnh phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề thì cái năng đem cái năng lượng vượt bậc ra khỏi sinh tử bằng cái ý thức chánh niệm trọn đầy. Nó theo thầy thì sư Như Thành phải có chánh niệm và phải có cái sự tỉnh thức trọn đầy trong cuộc sống thì ta mới làm chủ được mình và không rơi vào những cái hố sâu của khổ đau. Cái điều đó là một sự thật chúng ta không thể chối cãi được. Và vì vậy cho nên cái vấn đề gọi là khi mà chúng ta đã nhận thức rõ đó, chúng ta phải luôn quan sát để cái việc tu tập của mình hàng ngày được thắp sáng ý thức từng ngày từng giờ. Chứ nếu không chẳng mà mình đi tu hay là người Phật tử mà có cái tâm muốn giải thoát đó, xin lỗi quý vị, chúng ta phải nói câu này, chúng ta luôn luôn đi bơi xuồng mà đi ngược dòng, đi lên nguồn, đi lên. Còn cái người đời thì họ cứ dễ, họ cứ sinh ra lớn lên, họ cứ trôi theo dòng đời sống như vậy, cứ tiếp tục đi cho đến già chết mà rơi rớt xuống một cái hố sâu, chưa chắc có cơ hội trở lại. Nhưng chúng ta ý thức, chúng ta muốn có cái con đường an nhiên giải thoát của mình thì từng ngày. Cho nên chưa phải là thắng thì đừng bàn với những chuyện gì gọi là phải đòi hỏi lẫn nhau. Ta phải đi bơi ngược dòng, chúng ta buông cái dòng hay là cái chèo buông một cái nó trôi liền. Cho nên phải đấu tranh thường trực cho đến khi về tới đỉnh cái nguồn là chỗ đó. Mà quý vị coi Olympic á, người ta đi bơi xuồng đi đua tôi biết rồi, tức là đi chạy theo con suối thôi. Nhưng mà đối với những người Olympic của loại thầy tu hay những người tu giác ngộ không ai giờ thấy, chỉ có mình là tự cầm cái xuồng hay cái dầm nó bơi ngược, buông một cái nó trôi xuống, cứ buông một cái nó trôi xuống. Thì đó, cho nên muốn chứng được cái quả vị an lạc giải thoát, mình khoan nói những danh từ gọi là Bồ Tát, Thánh Tăng v.v. cho nó đến đạt cái chỗ an lạc giải thoát, cũng may còn có nụ cười đó. Ta ngồi an lạc giữa đời mùn sương, ngồi chỗ đó không có đơn giản, mà muốn đến cái chỗ đó không phải đơn giản, mà phải đấu tranh từng ngày. Nó giống như người đời muốn có đời sống an lạc tương đối thì phải đi làm bất chấp, có khi
8 tiếng một ngày có nghĩa là chủ thì 16 tiếng một ngày nhân viên về hết mình mới đóng cửa. Và đi về còn phải đối diện với vấn đề của con, của chồng hay của vợ, của cha mẹ già Việt Nam, bạn bè thân thiết, bệnh hoạn, ung thư, đủ thứ chuyện. Cho nên con người nó muốn có, nói tóm lại, con người muốn có đạt được một chút chỗ nào tạm gọi là an vui đó, phải trả bằng cái giá đấu tranh từng ngày để chúng ta được yên ổn. Cho nên là Phật tử cũng có cái câu đang tràn đắp mà các vị sư bà, ni trưởng, các đại chúng đây, quý vị biết chúng ta còn là con người, chúng ta phải đấu tranh từng ngày giữ bồ đề tâm Phật tử như giữ trong con mắt. Và như vậy thì cái gì, cái hạt bụi trong bàn bàn văn âm, bàn hộ pháp, cho nơi nào mà có chút còn có là không hề. Thì mình cứ nghĩ giống như mình nghĩ giữ cái đó giống như giữ tâm bồ đề mình vậy. Còn người đời muốn sống có hạnh phúc cũng gì phải đi làm, hoặc là đến cái tuổi đi thai cái tiền mình sử dụng không có đủ vào đâu. Mỗi lần đi chùa nghe pháp muốn cúng dường phải coi cái tháng này có đủ không. Tôi nói đến có nghĩa là lấn ra mà cả mà sinh hoạt của người Phật tử, quý vị đồng ý không? Thế thì tất cả chúng ta thiền ai, gượng gió ai, xuôi gió và lại cùng trong bể khổ thôi. Đứng về cái góc cạnh quan sát ta sẽ thấy như vậy. Mà khi thấy như vậy rồi ta càng thương nhau. Cho nên khi thấy cái người tu mà thiếu kém ta thương chứ ta không có khinh. Hay thấy cái người đời vô tâm không có trí tuệ để hành xử theo giáo pháp Phật thì càng thương nhiều hơn chứ không có ghét. Quý vị phải thấy cái điều đó. Cho nên cái lòng từ của Phật nó đi vào được ngõ cách này. Mà văn thủy sám là một trong cái văn, cái đề tài mà nó mang cả hàng bao nhiêu tư tưởng trong đó. Chứ không phải chỉ biết tội lỗi sám hối không là đủ. Chúng ta phải nhìn thấy điều đó như là một sự thật để chi. Để lúc bây giờ thì đã là con người thì người ta nói không thương nhau thì thôi đừng trở nên là thù. Cái đó là một trong những cái cách mà người ta phải sống đẹp để làm sao cái đời sống mình là sống đẹp giữa cuộc đời ngày hôm nay. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nhìn nhận đó là cái điều mà mình đang mổ xẻ đó. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ có những cái liên hệ, bởi vì chiều nay cái Nguyễn Trung là dài lắm. Nguyễn Trung là dài, rất là dài, nhưng mà cũng may là mình tránh, đúng ra là không phải tránh lại. Mà tại vì mình muốn cho cái văn đi liên tục chứ, nhưng mà đúng ra thì cái văn này nếu mà nói rằng là cá nhân từng người nó mới đúng. Thực hiện tinh thần này tha thiết, không phải đợi có người đâu mà nó tụng. Tịnh lễ Phật rồi lại sám hối thiên dũng ngón đời đứng, tức là tụng mình này. Rồi đứng dậy lại các cái vị quá khứ thì bà thi cho đến vân vân. Thì bây giờ nó bởi vì cái văn nó mang tính là tự mỗi người soi gương. Cái văn này nó có cái hay, nhưng mà nhân khóa tu đó mình tụng tập thể cho nó có cái năng lực mạnh luôn. Và cái tinh thần quan sát thì từng người quan sát lấy, nhưng mà nói về âm thanh đồng chúng và năng lực của chúng đã tạo thành một cái năng lực lớn cho mình. Đứng về phương diện ăn cơm có canh, tu hành có bạn thì đúng, nhưng mà cái văn này là tụng một mình, tụng để cảm thấy đời mình nó theo cái dòng chảy của kiếp người để mình nhận diện ra nhiều thứ lắm. Thế cho nên hôm nay bà vì muốn chia sẻ với nhau, mình muốn rằng là có mặt với nhau ăn bữa cơm với sư bà là phải trả ơn nó nghe. Khi người ta quý, người ta đặt mình trên cái chỗ cao như vậy, thận trọng từng chút chứ không dám ngã mạn. Quý vị đồng ý không? Lẽ ra cái chân đau lết về bên kia, nhưng mà thật kệ, nằm đây đủ ngày giờ. Cái sắc thái thứ năm đó, chúng ta biết nó là một cái quan niệm thân thù bình đẳng. Thường thì chúng ta thấy có người thân kẻ oán, có người thân kẻ thù. Hãy có như vậy là vẫn còn phân biệt, cho nên chỉ thương những người của mình thôi. Nhưng mà không, Đức Phật và chư tổ không cho phép mình có cái nhìn tự ngã như vậy, cái nhìn khiếm khuyết và cái nhìn nhỏ hẹp như vậy. Cho nên quan sát cho nó
bảy cái sắc thái này quán cho kỹ rồi mình sẽ thấy không có kẻ thù người thân. Kẻ thù người thân, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái người đó họ gieo thù gieo oán cho mình, nhưng mà nếu đứng về mặt tích cực đó, thì có phải là chính kẻ thù là người tạo cho mình? Ví dụ như ngộ đạt, nếu không có một chút sơ hở chánh niệm khi thọ trồng hương chi tòa thì làm gì có cái chuyện mà cái quá của viên án và trị thối nhập vô được. Nó thành ra cuối cùng thì chúng ta thấy người thân kẻ oán, người thân kẻ thù, thực ra chúng ta không vô phân biệt, không còn phân biệt thì chúng ta mới có thể thương được. Quý ngài nên nhớ rằng nếu mà cái từ bi của mình chỉ thương mẹ mình, thương em mình, thương chị mình, thương dòng họ mình thì ok, cái đó là nên thương, nhưng cái đó là cái luyến ái, nhưng mà là thương, thương những kẻ đáng ghét nhất mà thương thì từ bi mới có đất dựng bỏ. Thành nó chỉ xả vô mặt mình cũng nó thương, có thương ráng thương đi, thương được cái đó ra thì cái lòng từ nó mới có chỗ nó mọc từ tốt. Cái chuyện má mình thì có một con nào ghét mẹ đó, hay mẹ bây giờ mà ghét con thế thì, hoặc là vợ chồng cũng vậy, trừ khi cái cắn đắng dây lòng thì chỉ nói một chút nữa thôi, nhưng mà cái thương cái ăn cái nghĩa cái tình với nhau nó nặng lắm. Thế cho nên chúng ta biết rằng là thương cái kẻ đáng ghét mà mình thương mới là nói cái này là từ mỗi người được chiêm nghiệm lấy thôi, chứ không có ai mà đem lời văn hoa văn chương chữ nghĩa gì mà khi mà nói nhau đó. Nhưng mà nếu mình cảm sâu nơi lời Phật dạy mình sẽ biết rằng là tất cả đều là tự soi gương, mọi chúng ta đều tự soi gương lấy mình. Thế cho nên quan niệm thân thù bình đẳng, mà nếu còn thù còn oán thì còn gây nghiệp ác cho nhau, là cái quả báo nó không được. Cho nên phải dứt khoát là cái quan niệm, tức là change your mind, tức là thay đổi nhận thức của anh để thấy rằng kẻ thù người thân đều có cái duyên, cái nghiệp, cái nợ, cái khổ, cái nhân, cái quả của nó. Vậy thì chúng ta không có phân biệt mà hãy cứ thương như mẹ thương con. Người ta ví Bồ Tát hay Phật thương chúng sinh như mẹ thương con vậy, nó dễ hiểu nhưng mà là gì? Bởi vì tính trên cái tầng cao của cái số nhân thì thấy là tình mẹ luôn luôn bao la. Thì y vân đi lãnh mẹ về từ cái bóc cảnh sát, em mới về thương mẹ từ Bắc vào Nam mà ông sáng tác cái bài đó, thì cái người đầu tiên mà nghe ông hát cái bài nhạc đó là ông hát cho mẹ ông nghe, y vân. Cho nên chúng ta muốn giải thích chỗ này thì chúng ta phải lấy giáo pháp Phật cũng giống như tinh tấn hay trí tuệ hay lòng từ là mẹ sinh ra muôn vô lượng công đức, là lòng từ, thì ta biết lòng từ như mẹ. Chứ con cũng có những bà mẹ ác như trời vậy chứ, có không? Có. Có. Mà những người bà vậy thì bà có muốn, nhưng mà ý đó là trên thế gian nếu nó 99% là tình mẹ bao la, thỉnh thoảng có những bà mẹ bị tâm lý bệnh hoặc là nhà như vân vân thì không có những bà mẹ ác, nhưng mà có, tức là ác mẫu thôi, nhưng mà hiền mẫu. Rồi đứa con hiểu Phật pháp phải thương mẹ, nhờ cái công sinh dưỡng mà bằng mọi giá không giận hờn vẫn thương, dù mẹ không có cái tính khí rơi vào cái nghiệp như vậy. Chúng ta mới thấy quan niệm thân thù bình đẳng rất rất là quan trọng. Bởi vì khi mình có, ví dụ mình khi nói chữ thù có nghĩa là đi kèm với chữ ghét và tạo ác nghiệp, cho nên mới nói kẻ thù của kẻ thù mình là bạn mình, kẻ thù của kẻ thù mình là bạn mình. Ví dụ như cô Tâm Long, cô ghét thầy, ghét cô Tâm Long, dạ. À, mà thầy chửi cô thì ta nói thầy thất học, cho nên bữa nào ta có bà nào không biết, bà chửi bà xấu xa cái mình đã đó, đây bà chửi bà nói giùm tôi đi, đó là cái cách gọi là kẻ thù của kẻ thù mình là bạn. Hiểu ý chưa? Vô lượng vô biên công đức đâu phải đợi tới cầm dao hay là cầm súng giết người mới gọi là làm ác đâu. Từ ý niệm trên thân tâm niệm, ta có thể tạo vô lượng công đức, cũng có thể tạo vô lượng tội chứ. Thế nên quan niệm thân thuần đã là phải chấm dứt, là transmai, tức là thay đổi nhận thức của mình, thay đổi cái suy nghĩ của mình để mình làm một việc
vô cùng tốt đẹp. Mình làm tốt đẹp không phải cho đời, thực chất trước nhất là cho mình. Thì khi mình có rồi thì tự nhiên nó tỏa ra cái từ trường công đức và niềm vui, thì nó lan ra người khác, thì người khác hưởng được. Đức Thế Tôn tự mình đi trong muôn kiếp, cho nên cái kiếp của 3.000 năm trước đó, Ngài mới là cái kiếp để mà dứt điểm một kiếp trần đúng. Cho nên thiên thần thiên hạ duy ngã độc tôn, nó có thêm cái câu nữa là thiên thần thiên hạ duy ngã độc tôn gì đấy, hữu sanh cùng kiếp. Dạ, tức là vô hữu vô độ phật tử ư kiên tầm hỷ. À đó, tức là ý đó là kiếp này là muốn nó chấm dứt cái chuyện mà gọi là khổ đau. Nhưng mà không, ở thư viện Quốc hội Hoa Kỳ vừa rồi ngày 28 tháng 7, bữa nay là 21 tháng 8, thì tháng vừa rồi họ công bố một văn bản mà giữ gìn 2000 năm, tức là tất cả ghi những cái công trình hoằng pháp của Đức Thế Tôn mà trong nó giống như là một cái công thức luôn, mà nó được giữ trong những cái vỏ cây mà quý vị biết là họ phải dùng cái biện pháp khoa học giữ, và họ rất là trân quý, trong khi họ là người Mỹ đất Thiên Chúa, tư tưởng Thiên Chúa, mà họ coi cái văn bản 2000 năm Phật giáo này như là châu báu của quốc gia Hoa Kỳ. Quý vị thấy họ quý những cái gì mà Đức Thế Tôn đã có mặt. Thì trong đó có ghi rõ là mỗi một vị Phật ra đời bao nhiêu năm, trụ thế bao nhiêu năm, và cái dư hương, tức là giáo pháp nó ảnh hưởng bao nhiêu ngàn năm, ghi rõ thành văn bản luôn. Thành ra họ quý vô cùng. Tôi đọc tin tức nó thấy tôi đã vô cùng. Tôi sẽ cố gắng tìm chụp hết cái văn bản rồi xác lên tôi coi. Vì giáo viên mình thấy mình rất là vui khi Hoa Kỳ họ là quốc gia mà họ coi đó như là cái củ báu của nhân loại, trong khi mình ăn rồi thì đạp đổ trên cái chính cái văn hóa của mình. Nói gì ai có tự ai bỏ đi, nhưng mà nếu không có thì lấy nó tránh để thấy ngoài đạo. Khi mà thế kỷ thứ 12 người ta chặt đầu thầy Phật giáo mất dạng khỏi Ấn Độ. Nhưng mà chúng ta mới biết rằng là hãy cái gì là châu báu thì thiên hạ người đó sẽ cung kính. Quý vị có thể tưởng tượng thời đại này không hề có cái chuyện quốc gia to tướng như vậy đi đánh một quốc gia khác bằng ngón tay mà thế giới im lặng nghe. Quý vị còn nhớ thập niên của thời Nam Quang Quang 911 đó, thì quý vị biết rằng là cái tổ chức Liên Hiệp Quốc họ đã kêu gọi chính quyền Afghanistan á, tức là chính quyền Taliban á, đừng bao giờ phá cái di sản cả 1500 năm, tức là cái tượng Phật khắc trên núi mà họ, cái tổ chức nó lạ, nó muốn dò thế giới để nó muốn làm cái gì đó thì cái gì cũng dám làm đó. Mà người ta đã kêu gọi rất là nhiều lần, cử người đến nó bắt người ta thế này thế nào vân vân, cuối cùng không can thiệp được, nó phá tiêu cái tượng Phật 1500. Thì quý vị biết gì xảy ra khi quân đội Hoa Kỳ họ đem bom 10.000 tấn, họ phá tượng Phật như thế nào, cái nhóm người, cái quân đội của Taliban họ chết y như họ phá tượng Phật, mà thế giới im lặng. Với đại đai chút xíu đại Đài Loan được trực đằng kia là làm lên là cái là thế giới nhầm, Biển Đông đi ngang qua cái thì cự là thế giới ảnh hưởng gì không. Lần này người ta đã can gián gần 3 lần, nhiều lần can gián, thế mà họ vẫn phá cái di sản thế giới. Tại sao thế giới? Tại vì cái hội đồng Liên Hiệp Quốc đó, nó có rất nhiều quốc gia trong đó, mà Đức Phật được vinh danh trong đó cũng đâu phải là người Phật giáo vinh danh cái giáo lý Đức Phật đó. Những người trong những tổ chức văn hóa đó, quốc gia đó, họ là những người có niềm tin tôn giáo khác nhau hết, họ vẫn vinh danh Đức Phật là một vị thầy vĩ đại của nhân loại đem hòa bình đến tất cả. Họ vinh danh quý vị cái gì? Họ vinh danh từ phẩm hạnh, tư cách con người và di sản giáo lý để lại, họ lấy cái đó họ vinh danh.
bởi vì trong cái băng thị sáng này nó liên hệ, tôi nói đó, nó liên hệ đến cả một cái tư tưởng thế giới loài người, chứ nó phải liên cho cái việc của người Phật giáo. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là quan niệm thanh thù bình đẳng là một quan niệm xưa nay khổ đau chiến tranh bom đạn diễn ra. Quý vị có thể tưởng tượng cái Jerusalem ai cũng nói ở trong thánh kinh của họ là thánh địa, cần phải bỏ mạng đổ máu để lấy lại. Cho nên đó là dùng cái từ gọi là cái đó khói lửa triền miên là như vậy. Kinh thánh mà mấy người phàm nó nói thánh, nó nhét miệng vô miệng thánh, nó nói rồi cuối cùng là thế giới không bao giờ yên. Cho nên cái Jerusalem là một trong những giáo đoạn vừa rồi ông đương kim hoàng đế đó là Trump, ông mới đưa qua cái tài xuyến để cho thế giới chấm tùm lum hết, nhưng mà ông vẫn cứ làm. Cuộc đời có những cái lúc đối với người Mỹ thì không ai là kẻ thù triền kiếp, cũng không ai là bạn trăm năm. Đối với người Mỹ, miễn là sao có lợi cho đất nước, cho dân tộc họ, thì cái việc gì họ cũng có thể thay đổi để họ hòa nhịp, để giữ cái sự vững mạnh của họ trên chính trường quốc tế. Tuy nhiên ở đây thì nó lan ra ngoài đó, trở lại vấn đề còn có kẻ thù, còn có người thân thì đời còn khổ, bởi vì chúng ta còn phân biệt. Mà ở đây tâm lý nhiều khi mình đi ngang mình cúng dường với ở bên Nam Tông mà có cúng dường là cứ ngày đó sư bà họ phải kiếm biệt thự về cúng từ ông thầy kêu Phật tử đó muốn cúng như chúng, thì mấy Phật tử vô được bỏ biệt thự vào trong cái bát thì hai đồng ba đồng mảnh mai đấy cúng cúng hết hà sai chi dính như vậy. Nhưng mà cái Phật tử cũng lạ đó, đi ngang thấy ông thầy nó thương thì cũng khác. Cho nên sư bà biết rồi cái thùng cúng dường đó nó bắt đầu mà kiếm nó sư bà con cũng nhiều này nó cũng đã trầm động, bởi vì cúng thùng cúng dường không ai biết mình hết, đúng không? Có không? Dạ có. Có phải bộ tay chúng ta nhìn nhìn nhé. Nhìn nhìn đó là sự thật, bởi vì cái từ ngữ quan niệm thân thù bình đẳng không phải chỉ vấn đề xã hội, mà ngay trong đời sống của tất cả chúng ta, nếu chúng ta có một cái tình cảm riêng, cái vấn đề sẽ nó khác, chúng ta cũng có cái cũng trong cái vấn đề riêng mà chúng ta mang cái ý không ưa, không thương, không có bảo bọc thì nó khác. Thì đó là chỗ vi tế nhất, nếu chúng ta không lôi nó ra nói chúng ta không thấy được rõ. Cho nên nói ở ngoài chiến tranh thế giới chơi vậy đó, nhưng mà quay ngược lại tâm thức, hãy nói những cái ngõ ngách sâu nhất của tâm hồn mình thì mình có nhận ra được như vậy. Và cái quan niệm và sắc thái thứ sáu, tức là thường nghĩ đến ân Phật để báo ơn. Cũng may ngồi trong chùa này là chùa báo ân, cho nên phải đi ân nhiều, muốn báo ân phải đi ân, mà đi ân mới báo ân. Thế cho nên tôi nói là dặn tôi nói là thì tôi nói đi ân nhiều, tôi nói mình khách sáo, nhưng mà không, cái vấn đề báo ân nó phải ngày đêm, phải thường xuyên, phải tâm niệm và phải như trong hơi thở của đời mình. Báo ơn Phật cũng vậy, sáng thức dậy còn nhúc nhích là biết mình ồ một ngày nay mình dường như còn sống hết ta, còn sống nó mới nhúc nhích, đúng không? Thì bước chân xuống giường là cảm niệm ơn Phật, ơn đời đất, ơn cha mẹ, ơn chúng sinh đã che chở đời mình, đặc biệt là ơn trái đất. Trái đất này mà nó banh đi rồi thì chỗ đâu mà sống? Cho nên nó tri ơn cả cây cỏ đất đá là vậy. Tại sao người ta đi lên tới Hỏa Tinh và tìm cái mẫu đá họ về họ coi ở đây bên đó nó khác không? Hoặc là những cái nơi mà họ tìm ra với những hành tinh có sự sống thì họ phải đi tìm từ cái nguồn nước. Và cuối cùng rồi họ đối chiếu được, họ thấy nó cùng dạng cùng thể thì họ thì ra chung quanh chúng ta có cùng cơ thể. Cho nên cuối cùng thì chúng ta phải thấy rằng là trong tất cả những cuộc đi tìm để chinh phục vũ trụ không ngoài, đáp ứng cho cái nhu cầu sống của loài người, mà đây là cái niềm hứng khởi mà những con người ấy phải là con người của Bồ Tát, trái tim phải là Bồ Tát, họ mới có thời giờ làm việc đó. Cho nên đồng nghĩa với cái khi mà người ta khám phá ra những lời dạy của Đức Thế Tôn, khi người ta đưa ra những cái nhận thức chắc nịch đó và không ngần ngại, Stephen Hawking hoặc là cái em gọi là triết gia người Đức ở Mỹ, tức là
Albert Einstein, ông đã làm gì, ông đã nói gì thì chúng ta thấy rằng và cũng đã một thời gây chấn động dư luận thế giới. Nhưng mà cái chuyện đó khoa học họ tìm, nhưng mà không có mong mong khoa học, không có học gia nào nói về cho mình hết. Nhưng mà chỉ có điều là khi giáo lý của Đức Phật tự thể nó là thì thế giới phải công nhận nó là, thì mình có che đậy, mình nói tốt, mình có phớt trương, mình có thêm màu sắc riêng vân vân, thì khi sự thật nó vẫn là sự thật. Vì sự thật nó không phải như thế thì người ta vẫn tìm ra cái sự thật không phải như thế, thì bây giờ còn vẻ vàng hơn. Thế thì chúng ta nên có một cái niềm tự hào rằng là đối với đạo Phật, ơn Đức Phật nó lớn vô cùng. Nếu ngày xưa trong cung vàng địa ngọc ngày không xuất gia thì ngày nay mình có phải là một Phật tử theo đạo Phật không? Biết đâu mình bực khăn đầy cái điện này chiều có hai mắt thôi, đúng được đó, giá có đó. Đức bây giờ là một Đức với lại Pháp, mà bên Anh là tê liệt. Bởi vì cái tính hào sản mà không nghĩ đến xa, Mỹ họ giới hạn rất rõ ràng, là để chi, để cho cái ít nhất nó còn có một người đứng trên đầu thế giới để nói cho thiên hạ nghe. Chứ nếu không là mày bằng tao, tao bằng giết hết, ai nói ai nghe khi bị ghi nhận không. Cho nên vấn đề là phải ghi nhận chính quyền Hoa Kỳ để họ có cái nhìn như Bồ Tát hẳn. Chỉ có đất nước này mà mời một vị tướng thất trận đến đón như một ông vua, chỉ có nước Mỹ trong cuộc nội chiến giữa Nam Bắc. Cuối cùng thì họ ngồi lại với nhau, thì họ ngồi xuống họ viết hiến pháp mà thế giới hôm nay phải cúi đầu, không thể theo kịp đất nước này. Họ có cái nhìn rất là xa, bởi vì họ nhìn với trái tim của năng lượng Bồ Tát, hay được gọi là con người có trí tuệ. Họ nhìn xa, họ không có đọc chủng tộc màu da, họ không có thấy phe nhà ta là tất cả, không, tất cả vì we people, quý vị học quốc tịch, quý vị thi, quý vị biết rõ ràng chúng ta là con người, chúng ta có đủ quyền tự do của mình theo đuổi hạnh phúc và có quyền theo cái niềm tin mà mình cảm thấy nó đúng, không bắt buộc. Nhưng mà nó mở ra cho con người có năng lượng trí tuệ nhiều hơn, nên chúng ta trí giới là như vậy, báo ơn Phật cũng như vậy. Còn không đó, thì không hề chúng ta có một cái tâm niệm hành xử cho đúng đối với chính mình và Đức Phật. Ở bên địa giới nó có một thời sau cái giáo đoàn bị gián đoạn bởi những vấn đề xã hội, rồi đó nó được truyền lại từ Tích Lan, rồi ở bên Bắc Triều nó lại được hai cái mảng Trung Hoa và Việt Nam. Cho nên mấy cái người muốn xuất gia ở bên Nam Tông họ phải đi qua Đài Loan, họ thọ giới, họ mời các cái vị ni trưởng của Đài Loan truyền giới tỳ kheo, và họ mới qua bên kia họ trình diễn lại thì một cách gọi là bán chính thức. Nhưng bởi vì trong cái giáo lý của Nam truyền, thế thì chúng ta cần phải biết rõ được ở đây gì, để chúng ta biết rằng là lòng từ thì nó không có biên cương. Bởi vì nếu không có Phật thì không có chúng ta, không có Đức Phật. Cho nên mình tri ân Phật ngày đêm bằng mọi cách. Mà tri ân Phật không tới ngày kêu Phật ơi, nó mới Phật như vậy phải. Nhưng mà Phật đây là làm tự lợi, lợi mình và lợi người. Làm sao cho người ấy phát được tự tâm Bồ Đề, làm sao cho người Phật tử được có pháp hạnh an lạc dù đã sống giống như Trần Nhân Tông, tức là cư trần bất diệt. Họ sống ngoài thế gian nhưng họ có cái pháp hạnh để họ được an lạc và để họ có năng lượng thời gian để hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo nó có nhiều cách, một là góp của nếu có, đó là chỉ một phần thôi. Nhưng mà người Phật tử hộ trì tam bảo là phải trải thân mình để hành trì. Như trong kinh Pháp Hoa nói đó rất là rõ ràng, có những cái vị Bồ Tát uống tất cả các loài, các mùi thơm viên đàn, rồi cho đầy đủ rồi thì công viên bả mãn và thì tốt thân cúng dường như Phật. Nghe có lý không? Nghe nó kỳ quá. Ở đây ở Mỹ là nó bắt á. Nhưng mà mình hiểu như thế này nè, giáo pháp Phật là mùi hương viên đàn, muốn cho thân này thơm tho người ấy phải ước là hành trì, cho đến khi mà cái
cái công đức thành tựu pháp hành rồi đó, thì đốt cháy đời mình bằng thực hiện chánh pháp mà cúng dường chư Phật. Phải hiểu như vậy thì mới hiểu chứ, nếu không cái tụng cái pháp hoa xong cái được kiếm nào là la côn nào rồi nào là bao nhiêu cái thứ mùi thơm của pháp của ý thì đi về uống đầy bụng rồi đốt người, nó ngu như vậy thì làm sao mà chịu nổi trong cái những con người của Phật chứ. Hiểu ý chưa? Thì bây giờ chúng ta mới hiểu là uống tất cả mùi hương thiên đàng, rồi tắm, rồi ướp tất cả loại nước, loại bột, loại cây gì cứ, mà ý nói là bất cứ pháp hành nào Đức Phật dạy ra từ 37 trời đạo phẩm, từ cái chỗ gọi là tứ vô lượng tâm, tứ như ý túc, tứ chánh cần, tứ kiết pháp, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, bát chánh đạo, thì hành một trong 37 bồ đề trợ phẩm đó mà thành tựu một là thành tựu 37. Mà người nào nó hợp với pháp hành nào, ví dụ như chánh mạng đúng với nó là có tất cả, chánh kiến đúng với nó là có tất cả, thì phải hiểu như vậy đó. Mà đó là cái loại chuyện đạt. Nếu chúng ta ước cái pháp hành của Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày của mình thì cái đó là một cái loại như trong kinh Pháp Hoa nói. Cho nên cái kinh Pháp Hoa nói mà chúng ta không có giải thích cho đúng cuối cùng là gì thì người ngoài nghe rất là khó chịu. Người có cái kiến thức như là cái tầng bậc giáo sư trí thức cao đó, nó không chịu nổi cái cách giải thích của mình, nhưng mình phải nói cái cách nào để họ thấy hợp lý. Lý luận là phải logic, để chi để họ nhìn thấy có cái khoa học trong đó. Thì bây giờ chúng ta báo ân Phật bằng nhiều cách, và có thể bố thí cúng dường cái bài sáng quy mạng là nó nói tất cả những cái pháp hành của mình để đưa đến độ chúng sinh. Đó là băng hạ chỉ địa bướng thánh hương âm ẩm động thực thiết dư độ và thanh tịnh độ, là tất cả những nơi khổ đau nào đó khi ai nghe tên thấy hình mình đều phát tâm bồ đề. Mấy Phật tử cũng vậy, đừng có nghĩ là chỉ có để dành cho người xuất gia. Người xuất gia bây giờ ở đây có một sư bà Liễu Hà thôi, nhưng mà những cái khóa tu thì thầy đâu thì đúng, nhưng mà rồi những lúc ngài đi bắn hay đi Phật sự đi qua bên trường Việt Nam, ở nhà có đám ma, chẳng lẽ Phật tử không làm gì hết? Rồi chẳng lẽ Phật tử không có thay để độ chúng được, làm được hết? Tất cả chúng ta đều cùng làm, ai cũng vì lợi ích chúng sinh để đem cái niềm vui lớn đến cho một cộng đồng Phật tử nói chung và nói riêng. Là còn giờ ta sẽ thấy dòng dở. Thời kỳ cuối cùng, cái sắc thái thứ bảy chúng ta muốn nói đây là gì? Tức là tội tính vốn không. Bây giờ ví dụ như là nếu mà lấy cái bông này ra thì không, lấy hết từ 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 ra thì cái này nó không còn là bình hoa. Thế cho nên á, bình hoa này nó có cái tính riêng của nó không? Không, nếu không có từng cái này thì nó không có cái bình hoa. Thế cho nên tội cũng vậy đó. Ví dụ như bây giờ, ví dụ cái camera của cái cô nào để đó, tôi thấy, tôi hiểu, tôi khoái quá, tôi để ý, tôi đi uống nước ăn cơm thì tôi chờ, tôi giấu. Tức là loại ăn cắp. Nhưng mà nếu mà có người ở đây tôi dám làm không? Hoặc là có cổ dĩ ở đây tôi dám làm không? Thì tội cũng từ cái duyên nó kẻ hở nó vui vô nó làm thôi. Nếu tội mọi thứ đều sáng rực trong như thế này, rực rỡ mọi người như thế này thì tội nó sinh được không? Nó cụ thể giải thích vậy đó. Thì cái tánh tội nó không có, tại vì mình chấp do đã si mê sai lầm rồi. Mình lỡ ăn cướp hoặc giết người là nó kêu là giết người hay làm gì đó, nó trở thành thói quen hoặc là say máu giết người đó, hoặc là xây cái máu ăn trộm đó, hoặc là xây cái máu ăn cướp, hoặc giả như mình xây cái nghiệp gì thì nó ướp cái đó theo cái đời sống nghiệp của mình. Nhưng nếu nó có cơ hội thì nó còn xây mộng này kia được chứ đúng. Cái mộng ăn cướp cũng là cái mộng xây, mình nói chơi gọi là xây mộng đó. Ăn cướp một năm bằng ba năm đi làm thì tại sao không đi ăn cướp? Đó là một cái lý luận, đúng không? Nó vui hơn khi em ngồi không ăn. Nhưng mà cái đó là cái cách của người ta kể ta, nhưng mà người ta có cách rằng là hễ là cái gì
nó đúng với chân lý thì nó muôn đời bất diệt. Nhớ câu đó. Vậy thì Đức Phật lý luận rất là rõ, rất là rõ. Từ bảy sắc thái, từ hổ thẹn cho đến cuối cùng là tội tánh bốn không, thì rõ ràng là bày ra chỉ rõ chi tiết của cái cách tạo nghiệp từ thô đến tế, để thấy mà biết hối hận quay về với cái tính trong sạch thanh tịnh của nó. Nhưng phải quán sát rằng tội tính bốn không, vũ trụ này càng khôn để trên đầu sợi lông trái đất làm bằng sự giải hợp. Sợi lông vô duyên sinh thì nó đó có gì đâu mà cái sợi lông để trên đầu cái trái đất bỏ lên cái đầu sợi lông không sao được. Mà cái lý luận triết học nó nói vậy. Rồi nhật nguyệt bao hàm với tử trung, tức là mặt trời, mặt trăng, dòng sông, đám mây, trái đất bỏ vô trong hạt cải, được không? Được. Vì tất cả những thứ vật lý, tâm lý nó đều do duyên mà có. Duyên hợp thì nó tụ, mà duyên tan thì nó hết. Thế thì nó là cái thể loại tánh không. Tại sao có người cứ chấp? Ví dụ cái người ta làm lỗi, chẳng lẽ đạp cái gì rồi đi chặt cây sao? Tôi nói đúng không? Đó. Như vậy thì đó là cái tội tánh nó cũng không. Vậy thì nó vô lượng vô biên tội lỗi đấy. Nhưng mà cuối cùng tâm thanh tịnh thì tội tánh vốn không. Đó là bản chất và là sắc thái quan trọng nhất của từ bi tâm bồ thị sám. Xin trân trọng chia sẻ cùng quý ngài, mong sư bà và chúng hoan hỷ. Và còn một thời tối nay tôi sẽ cố gắng nói thêm một buổi để nói về sự có mặt vô cùng quan trọng của thế giới trong cộng đồng Phật giáo ở hải ngoại, nói chung là nói riêng tại cái địa phương này, thì để liên kết đến cái Vu Lan để báo ơn Tam Bảo, thì chúng ta sẽ có một buổi tối vào lúc 7 giờ sau khi tụng Vu Lan với em. Dạ. Xin cảm ơn quý ngài, và nếu có được gì mà phạm vào nỗi thời gian, xin quý ngài đi được thứ cho. Kính chúc quý ngài thành tựu đạo tu thanh tịnh và quý Phật tử thật là vui cùng một lần chúng ta xin cảm ơn. Xoay lên từng